Rồi xin chào mọi người. Thì hôm nay là Nam sẽ có một cái clip tập hợp của dòng sản phẩm dành cho các anh em đi xe quay. Thì quay 110 với lại Futureless. Futureless thì nó sẽ giống y chang nhau nha. Chung một cái dòng cuộn. Và chiều dài của nó là 335 mm. Thì cái dòng này là dòng cao cấp nhất của RCB, là sedan ti vàng. Mã tên gọi của nó là VD. Đây cái chữ VD, VD là VD nè, series nè, em đi vàng. VD có nghĩa là cuộc hai tăng chỉnh, thì nó sẽ bao gồm là tăng chỉnh ở trên cái bình dầu và tăng chỉnh dưới chân cuộc nha, hai tăng chỉnh. Rồi cái phần ép là so này là nhiều người gọi là ba tăng chỉnh cũng được, nhưng mà thực chất ra nó là hai tăng chỉnh. Còn cái phần này chúng ta chặn bằng tay là phần cơ đó. Thì khi mà nhận một cái hộp như vậy thì nó sẽ có hình dáng như vậy nè đó, một cái hộp rất là bự và nhìn rất là sang. Và nó có một cái logo premium là tượng trưng của cái dòng lò xo đen kia vàng nha. Tem thì tem có tem chống hàng giả đó, của cái hình con thỏ Racing Boy đó, mọi người thấy không, có hình con thỏ Racing Boy nha đó. Rồi thì khi mà chúng ta đập hộp ra thì nó sẽ có như vậy. Bên trong thì nó vẫn giống như là của cái những cái dòng mà lò xo đen kia vàng, thì nó có lớp mút để bảo vệ nè, và nó có một những cái lớp mút cứng để mà nó cố định được cái sản phẩm bên trong không có bị chày. Nó rất là sang luôn. Đi theo kèm nó là một cái hướng dẫn sử dụng, một cái nem kẹt để bảo hành, ghi thời gian bảo hành và cái địa điểm shop để mà chúng ta gắn và sau này chế độ bảo hành sau này, và tem đó. Rồi bây giờ vô vấn đề chính thì Nam sẽ cho mọi người xem về cái dòng này đó. Thì đây là cái cây lò xo đen tia vàng đó, nó có cái phần tăng chỉnh ở trên và phần dưới đó. Thì đối với cái phần tăng chỉnh này á, thì ở trên là chúng ta sẽ chỉnh được là cái tốc độ hò dầu nhanh chậm của cái cây phuộc đó, là cấp độ lên xuống nhanh và chậm đó. Và dưới chân phuộc này á, là chúng ta sẽ chỉnh được gọi là cái độ nặng nhẹ, hay còn gọi là cái tải trọng, cho anh em có thể điều chỉnh đơn giản khi mà chúng ta chạy, chúng ta đi 1, đi 2, đi 3 gì đó thì chúng ta chỉ việc chỉnh thôi đó, rất là đơn giản luôn. Thì hai bên nó sẽ chỉnh theo cái thông số nó đều nhau. Rồi thì khi mà gắn lên xe thì chúng ta đối với mà cái dòng này á, thì chúng ta sẽ hơi bị cứng một xíu, thì chúng ta chút xíu nữa Nam lắp lên xe xong thì Nam sẽ quay cho mọi người xem khi mà lắp lên xe nha. Thì lắp hoàn toàn như zin đó, bình dầu cũng rất là gọn, Nam sẽ quay chi tiết cho mọi người xem bình dầu đó, mã nè. Và ở trong sản phẩm này rất là đẹp đó, dưới bình dầu nè. Và cái phần đặc biệt của nó là cái phần cái ti màu vàng. Hải ơi, em có cái cây hước kẹp á, ở trên cái ngăn cùng màu đỏ, bên tay phải á, cái ngăn trên cùng á, kẹp thử rồi cái này thử ti bao nhiêu thì Nam sẽ quay cho mọi người. Cái em biết đo này không, em kẹp mày vô giùm anh này, kẹp vô cái ti á. Và kẹp lại. Rồi kẹp vô chưa? Rồi giữ nguyên nha. Thì cái cây ti này chúng ta sẽ thấy là cái ti này là 14 ly. Rồi được rồi em, mở ra đi. Cái ti này là 14 ly nha mọi người. Ti rất là bự luôn. Thì mẫu này là chắc nó cũng bằng với lại những cái dòng kia luôn á, rất là bự. Thì so với cái thằng ISS, em kẹp cái ISS đi. Thì hiện tại ở đây thì Nam sẽ có hai chiếc luôn. Chiếc này á, là sẽ gắn cây RCB là sẽ đen cây vàng. Còn cây này là hôm bữa gắn bên mình là ISS. Cây này để Nam đo thử cái ti nha. Em để nguyên đi. Thì cái cây ti này á, nó là 12 ly. Đó, thì mọi người hãy thấy không? Là ngay con số 1 phải không? Đến nó đi qua bên kia là thêm hai bạch nữa là 12 ly. Thì Nam ra đó là cái cây này á, nếu mà Nam cho mọi người nhận biết luôn, thì cái cây ti của cái thằng RCB này là nó bự hơn mọi người đó. Thì trong một cái phân khúc này vô tình thì Nam mới để ý thì trên tay Nam đang cầm là hai dòng sản phẩm mà mọi người đang lựa chọn rất là nhiều, chắc chắn luôn mà nhiều bạn cũng đang phân vân đó. Thì cái cây này là cây ISG Boss nè đó, lò xo đen, bình dầu đen, và cái phần nó có vài cái viền màu đỏ, thì nó cũng có cái tăng chỉnh này luôn. Nhưng mà ở trên nó không có tăng chỉnh nha mọi người, nó chỉ có một cái tăng chỉnh. Còn cái cây Racing Boy này á thì nó có hai tăng chỉnh đó. Giá thì hai thằng là một thằng là 5,5 triệu, là ISS 5,5 triệu, còn thằng này á là 5,050,000 một cặp, hàng chính hãng đó. Thì nếu mà theo Nam nhận xét á thì
mọi người sẽ có một cái cách nhìn khác nhau, nhưng mà hai thằng nó đều xem giá là đều phân khúc là 5 triệu đồng đó. Thì Racing Point là chế độ bảo hành của nó là 1 năm, một đổi một, còn IDS là chế độ bảo hành nó là 6 tháng, là trong vòng 6 tháng nếu mà bị hư thì chúng ta sửa chữa trên cái cây phuộc này. Còn đối với Racing Point thì chúng ta sẽ được bảo hành đổi mới nha. Đó, thì bây giờ Nam sẽ bắt đầu tiến hành mà lắp lên xe. Khâu lắp xong thì Nam sẽ cho mọi người xem sản phẩm lên xe như thế nào nha. Đó, thì hai cây. À mà quên nữa, Nam sẽ nói thêm. Thì trên tay này hiện tại là đang là tặng kèm một cái cặp lò xo. Thì cái lò xo này á là nó nhỏ hơn. Nó nhỏ hơn so với là cái lò xo ở trên kia. Đâm ra là anh em nào thích gọi là nhẹ nhàng á, mềm á thì chúng ta đi cái lò xo này. Còn anh em muốn đi đầm á thì chúng ta đi cái lò xo mà dính theo cái cây buộc nha. Đó, nó tặng kèm cái lò xo. Nhưng mà Nam thì Nam thích cái lò xo này hơn. Vì lò xo theo cái buộc thì cảm giác như xe nó đầm, nó cứng cáp hơn. Còn kia thì nó hơi mỏng chút. Mà đó là sản phẩm tặng kèm, tặng thì mình lấy thôi nha. Rồi, tiếp theo nó sẽ có cái cây này để mà dặn của cái lò xo nè. Cái cây này đút vô nén lò xo nè. Đó. Nhưng mà cái này chúng ta xài dưới là cái chân buộc là nhiều. Và tiếp theo nữa là nó có hai cái con ắc. Thì cái con ắc này á, mà là mọi người nhớ là bỏ vô nha, bỏ cái con ắc này vô trong cái phần này nè, vô trong cái phần của cái buộc nè, để cho nó không có bị rơ cái phần này nha. Còn nếu mà cái nào nó vừa thôi không xài, còn nếu mà cái nào nó lỏng thì bắt buộc phải xài này nha mọi người. Rồi ok, bây giờ Nam sẽ gắn lên. Rồi thì bây giờ đó là xe mình đã gắn xong lên cho khách. Thì Nam sẽ chia sẻ cho anh em một chút về mà cái cách mà ráp cái cây phuộc này thì chúng ta sẽ làm những gì ha. Thì trước tiên á là chúng ta sẽ khoét một chút cái dàn áo. Thì ở đây là cái dàn áo nè, Nam sẽ quay cho mọi người xem. Thì đối với cái quay á thì ở phía bên trong này á là sẽ có cái chỗ cái bát như đây nè, cái bát con ốc đó, nhưng mà nó sẽ bị cứng ngay cái chỗ bên dầu của cái phần này nè. Đó, nên là chúng ta sẽ bỏ đó, cắt vừa đủ thôi, không có gọi là nó quá khô đó, cắt vừa đủ thôi, nó không có bị cái lỗ nào, nó sẽ thoải mái đó. Bây giờ thì cắt cái này, sau đó chúng ta sẽ khoét cái phần áo này ướm, vừa ướm vừa khoét ha, cho nó có độ hở, cho nó thoải mái nè. Đó, nó hở khoảng chừng 3 mấy ly là ok rồi, trừ hao một xíu để cho cái phuộc nó nhúng này nọ là nó ok rồi đó. Thì chúng ta chỉ cần như vậy thôi. Còn nhúng á, thì chúng ta cái việc lên xe xong đúng không, chúng ta cái việc tăng chỉnh nè, đó tăng chỉnh nè, chúng ta gắn ok đó, rất là ok luôn, tăng giảm trong phuộc nè đó. Rồi thì giờ nhanh nhúng thử cho mọi người nha. Hải ơi, em nhúng thử đi. Hải đẩy xe xuống đi, xuống xe luôn. Rồi em nhúng thử đi, đó nhúng rất là nhẹ luôn. Và bây giờ em tăng lên đi, tăng lên mỗi bên là 10 nấc, tăng dưới chân phuộc á, tăng mỗi bên 10 nấc. Thì cái này mỗi lần mà mình chỉnh á là nó sẽ có cái tiếng cách mà đó. Thì chúng ta sẽ chỉnh như là tùy theo trọng lượng mọi người thì chỉnh 5-10 đó, nhưng mà chỉnh hai bên cho nó đều nhau nha mọi người. Thì khi mà chúng ta chỉnh như vậy á thì cái xe ta sẽ nó nặng hơn đó. Còn chúng ta muốn nhẹ thì chúng ta xả ra, rồi nhúng thử coi đó, thì nó nặng hơn đó. Còn nếu như anh em mà đi nhẹ thì chúng ta xả ra bớt đi. 10 9 8 7 6 5, mình ghi y chang luôn, 9 8 7 6 5. Rồi nhúng đi thử anh em đó, như cỡ này là vừa nè đó, rất là nhịp nhàng. Cỡ này chúng ta đi được 2 người cũng được luôn đó. Rồi thì một hộp full thì chúng ta sẽ được bảo hành là 1 năm, hư lỗi đổi mới, xì dầu đổi mới đó, full hộp lên xe. Thì cái phuộc giá nó là 5.050.000 một cặp. Thì anh em nào cần á thì có thể liên hệ với Nam số điện thoại là 0902348441. Thì có của tất cả các dòng luôn, như là quay nè, rồi AB nè, rồi Sirius rồi ha. Rồi anh em nào cần thì có thể ghé Nam để Nam lắp. Thì cái loại này á gắn á thì nó sẽ chúng ta để ý một điều nha,
Thì ở trong đây nè, chúng ta là có, chúng ta có lông đờn xin xí, mong nghĩ là chia em con nha, cái dạng 2 ly á đó. Đó, để chúng ta đẩy răng gian này ra ngoài một xíu thì nó sẽ không bị cạy kẹt te. Đó, gắn vô nó cũng thoải mái luôn. Đó, rất là ok, cửa hở xoay rồi, chỉnh rồi, rất là thoải mái luôn nha mọi người. Không có bị cứng cạy gì hết. Đó. Rồi, thì anh em nào cần thì có thể ghé cửa hàng nha. Thì mà không tin chi tiết thì Nam sẽ để bên dưới video này cho mọi người. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều.